Hello anh em, xin mời em đã trở lại với Zero One Zero và Kim Bi. Rất vui vì đây được gặp nhau với những clip. Hiện tại mình đang có mặt tại 58 Play con ạc ngu người của mình. Thì nói chung là vẫn thất bại hoàn toàn. Hiện tại mình còn 2000 cái nguyên tố này để nâng cấp, chắc là mình cống hiến vô luôn cho rồi. 26%. Rồi ok, cố gắng lên 26 thôi. Như vậy là cái kia nữa là được, chắc được khoảng 50%. Còn 50% là phải phấn đấu và bằng nhấp tay từ từ thôi, giờ biết sao. Như thường lệ, gửi lời chúc đến em một ngày vui vẻ và xem clip nhớ like video, subscribe, đăng ký kênh, hộ cho mình nha. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục quay trở lại với series tăng cấp sức mạnh. Lần trước thì mình đã khắc ấn cho mình gâu, kèm theo đó thì rèn thêm cái nón cho nó nữa. Đây, nhưng mà nói thiệt với anh em là nó vẫn khè mình, nó vẫn khè con Minh, con Slenderman, nó vẫn khè đau như một vị thần. Hiện tại là còn 7.000, không biết có đủ mã vàng cho cái nón không ta. Chiếc nón kỳ diệu hiện tại 6.000, rồi rèn phát lên 10 sao nè, đó lên được sinh mệnh với ma phòng, thèm mớ luôn ấy, quá ngon. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục với series tăng cấp sức mạnh thôi. Mình tăng cấp sức mạnh đợt này thì mình chăm sóc cho ngặt, mình khá là nhiệt tình, cho nên là có cái gì mình sẽ chăm sóc nhiệt tình hết. Và như đã nói thì hôm nay chúng ta sẽ nâng cấp về cái độ thân mật nha anh em. Mình có ở đây là 697 cái hộp, cho nên mình sẽ cố gắng mua thêm 3 hộp nữa. Đấy, 3 hộp nữa để mình cho nó tròn nha anh em. Ủa đâu mất tiêu rồi? Ủa mình nhớ, à đây. Ý một hộp, một cái đây là 5 hộp luôn hả? Tốn 50 vinh dự là được 5 hộp hả? Ngon vậy. Rồi ok, mình mua cho 3 hộp để nó tròn 700 hộp thôi, mà giờ nó lòi ra thêm 2 hộp là 702 luôn. Thôi thì kệ đi, chượt nhiều hay bấy nhiêu, càng tốt. Bây giờ mình chỉnh lý luôn nè. Không biết là vô đây có mở được không? Chắc là đủ ấy. Rồi cho anh em xem 700 cái hộp túi quà random cao cấp này mở ra được những độ thân mật rất là nhiều nha. Giờ mình chụp lại tấm hình đó. Nói chung là có cái gì cần thì chúng ta sẽ chụp lại. Ok, hợp lấy đấy. Lâu lại nha anh em. Vì đâu có việc dùng tới thì mình sẽ dùng, còn không thôi. Rồi, mở luôn nha. 702 hộp này. Một hộp này thì nó mở được rất là nhiều nha. Mình sẽ ví dụ mở một hộp trước cho anh em xem. Đó, một hộp là chúng ta sẽ nhận được là... Coi. Mỗi ngày thì mình được 4 lần miễn phí cái này, cho nên giờ mình sẽ bứt trước cái đó. Đó. Bây giờ mở một hộp thì chúng ta sẽ nhận được là 4.000 cộng thêm 250 nè. Đó. Tức là búp vô đây thì nó cũng không xin nhê lắm nha. Đây. Ví dụ mình búp vô đây thì nó thật sự nó cũng không xin nhê lắm. Bây giờ đang 67, không biết là mình mở hết 700 hộp nó có lên được khoảng level 80 không nữa. Rồi mở hết luôn nè. Cũng hơi lâu quá anh em. Đấy. Nhưng mà nó cũng chạy cũng khá là ghê. 6 xỉ nè. Còn 6 xỉ. Còn 5 xỉ. 5 xỉ 7, 6. 5, 4. Ngon. Nói chung là này của mình cũng tích lũy rất là lâu rồi. Nếu mà lát nữa có thời gian thì có thể mình sẽ mở hết những cái haki, địa hạt haki luôn, để mình haki cho vật chính cấp 6 luôn. Không biết có nổi hay không. Tại đây bên này mấy cái này mình cũng tích lũy lâu rồi. Nhưng vật chính của mình lâu rồi cũng không haki, xem thử có lên được cấp 6 không. Cấp 5 cũng đã từ rất là lâu rồi. Giờ làm pha một pha chơi lớn coi thử lên được cấp 6 không nha. Rồi còn 100 nè. Wow, phải nói rất là nhiều luôn anh em, rất là nhiều những cái vật phẩm này luôn. Những cái bạn nào biết cái túi random này là anh em biết rồi, mở ra quà thân mật rồi, bao ngon luôn. Đó, hết rồi, mở cũng rất là nhanh luôn nha. Đó, chọn quà tặng nè, bọn bên gâu nè, trời ơi, 300 mấy không. Giờ mình bấp full cái này là sẽ được 2 triệu hả? Đúng rồi, 2.8 triệu cộng thêm 176k nữa. Là tổng cộng sẽ được là, chắc là tầm gần 3 triệu ấy, gần 3 triệu thân mật ấy. Ui, bây giờ mình đưa vào từng cái này đi. 67 nè. Búp cái này. Ui, từ 67 lên được 68. Thì là một cái đi búp lên được có 1 cấp à. Tiếp ra. Rồi lên được 69. Tiếp tục búp này vô. Lên được 69. Chưa lên nổi 70 nữa. Rồi toàn. Rồi búp liên tục luôn đi. Đó. Ui, lên cấp phê không nhờ. Cái này bị trừ nha đem. Cái này bị trừ không nên. Cái này không nên làm. Bị trừ à. Đồ ăn không ưa thích của nó bị trừ kinh nghiệm rất là nhiều. Đó, mấy cái nào ưa thích thì mình đưa vào. Không ổn. Cái này sắp lên 73 rồi mà nó không cho lên hả? Thôi kệ dứt luôn đi. Tốn mất 86.000 luôn, ghê thiệt. Rồi cho vô luôn đi anh em. Có gì dùng mũi tên thân mật để truyền qua lại. Trời, vậy là chỉ lên được 74 thôi. Máu bao nhiêu rồi? Máu 2 triệu anh em. 2 triệu như là nãy 1.8 triệu đúng không? Nãy 1.8 triệu thì phải. Ồ, giờ không phải rồi. 2 triệu là của thanh niên Minh Gâu rồi. 061.000 hả? Bây giờ mình sẽ kế thừa sang. Dùng cái mũi tên tình yêu để truyền thân mật sang cho
cái bọn này cho nó lên. Đàn 69 gì nè. Ủa hình như hết hết mũi tên rồi, sao còn 4 mũi tên ta? Chán vậy. Ok, chuyện xong cho thằng lo rồi. Bây giờ mình sẽ chơi con cây da. Ủa hết mũi tên rồi anh em. Sao mình ít mũi tên vậy? Mình nhớ mình nhiều mũi tên lắm mà, trong kho còn không? Đây nè, 200 mấy nè. Đấy, mình nhớ là mình còn nhiều lắm mà. Sao mà hết nổi? Chưa có làm, chưa có truyền, lâu lâu mới truyền truyền một lần mà sao hết được. Rồi, tiếp tục lên 74 nè. Bây giờ sẽ là cho con bo hả? Con bo hình như là cũng không phải, con bo giờ hết chơi rồi. Chị cho bà rút đi. Đó. 74. Rồi full, trang thân mật đã tràn. Minh Gâu là 1, Brook là 2 nè, Lo là 3. Cây da là 4, nhưng 19 là 5 rồi, vậy đủ rồi đó. Cây da hơn 19 bây giờ còn chưa được level 72, chưa được level 73 nữa mà. Nhưng mà bữa mình có nâng cho nó khá là nhiều rồi. Ui, người ta lực chiến là gần 3 triệu 7 rồi. 366 lên 3 triệu 69, gần 3 triệu 7 nè. Vậy là tay tăng cái này cũng lực chiến tục tăng khá nhiều ấy. Rồi ok, để xem coi. Ma phòng lên 92k nè. Đấy, sinh mệnh Minh Gâu mình là 2.006.000 này. Còn thằng này thì lên 1.800.000 này, 1.800.000 tròn, cũng không được bao nhiêu giờ, tính ra cũng không được bao nhiêu. Rồi. Rồi, làm phân thân mật hết rồi, giờ vào quốc Slime lại nè. Lần nào quốc cũng thua hết anh em, chán thiệt. Chán không muốn nói. Chơi luôn. Biết là thua rồi nhưng mà phải xem thua ở đâu và để tìm cách sửa chữa. Giờ chắc là cũng trâu hơn được chút rồi đó anh em. Ý, mình vừa thấy có cái chặn đòn kìa đúng không? Đúng rồi. Ngon. Ui, còn bị rút nhiều quá. Công nhận cái độc của Silver nó đau quá anh em. Đó, còn 2 triệu, 20 triệu, 20 triệu. Trời, vẫn rút kìa. Rút đau vậy Lin. Bó tay trong con. Yeah. Tạm ổn, tạm ổn. Mày hả con, còn 18 triệu. Rồi, nó phùng chết rồi. Mình Gâu đã gần chết rồi, thôi toàn rồi. Khổ thiệt, thằng lo đợt này nó không ra cái tối cường được luôn. Cái này mà vừa ra tối cường mà vừa né tránh được là ngon rồi. Mày hả con, còn 16 triệu. Rồi phun chết hai đứa kìa. Ui né tránh. Tại sao thằng lo không né tránh mà mày né tránh mà rút ơi. Nhảm dí quá à. Còn 14 triệu nè anh em. Ok, còn 13, chắc vào tầm 13 triệu. Rồi, thêm được cái nữa là 12 triệu, xuống 12 triệu. Không có tiến bộ lắm. Hồi trước còn được 10 triệu, giờ 12 triệu lấy không có tiến bộ rồi đem. Tăng cấp sức mạnh kiểu này là toan rồi đem. Sức mạnh gì đâu chán á. Giờ thì chắc mình đánh hoài cũng có cơ hội win đó đem. Nói chung là AD game thương tình cũng cho win được ấy. Chán thiệt, chán không muốn nói luôn. Ui, nó giảm nổ quá, lần nó giảm 50 nổ luôn mà. Thiệt luôn, Minh Gâu có nổ là chỉ cần mà có nổ là ngon. Bầu được cái là máu hồi đầy cay đầy cay đầy cay. Ôi, khổ quá anh em ơi, nói chung là không win nổi. Anh em thông cảm về những cái nếu mà anh em có bí kíp comment bên dưới thì anh em bình tĩnh nha. Nói chung thì mình sẽ đọc từ từ và mình sẽ làm, chứ không phải là mình đã đọc rồi mình không làm đâu. Anh em đừng có ném đá mình kiểu thằng này nó ngáo vậy Linh, mình đã chỉ cho nó rồi, comment hướng dẫn nó rồi mà nó không làm theo. Thì anh em cứ bình tĩnh nha, nói chung là mình chưa đọc được đâu. Cái comment của anh em trong cái thời gian này là mình chưa đọc được nha. Còn 14 triệu. Chết luôn. Chặn đòn. Này thì chặn đòn này, còn 13 triệu này. Đừng đánh cái nữa là còn 12. Cũng vậy, cũng nằm trong phạm vi 12 triệu. Ui cha. Ui cha. Đau 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 đau. Giờ cách nào để win ta? Khó quá đẹp, khó quá. Rồi hình như 19 lên đĩa hạt thì thôi ít bữa cho clip riêng đi, chứ giờ lẫn lộn quá, lẫn lộn cũng không có hay lắm. Mình có tinh hoa bảo thạch rồi nhưng mà không có cái kia cho nên cũng không làm gì được, không có tích điểm, thiếu tích điểm nha anh em. Mê trận bảo thạch đâu rồi, đây lấy này kiếm thêm ít tích điểm đi. Hiện nay tích điểm là 22k đúng không? Để mình xem thử coi đủ chưa, mình đổi lên viên bảo thạch luôn. 22k. Ít vừa giảm giá bán thì mình sẽ mua cho nó nhanh đi. Chứ ặc này của mình giờ tích điểm ít quá.
Ạc tân thủ thì nhiều chứ ạc để ít lắm. Rồi 25.000 đúng không? 25.000 không biết là đủ hay chưa nữa. Đây chúng ta sẽ đổi một viên ma phòng. Tích điểm là mất 28.000 nè anh em. Trời ơi, tích điểm mình 25.000 thiếu 3.000. Trời ơi. Còn mấy kia chắc là đủ hết rồi đúng không? Vô cũng không đủ luôn, tinh hoa thiếu nè. Thiếu tinh hoa, hoàng kim bảo thạch thì quá trời luôn, hoàng kim bảo thạch 100.000 luôn. Trời ơi. Khó chịu thiệt chứ, tốn tiền leo mẹ. Này tinh hoa mở hết được nhiêu đây? Ok. 7.500. Tinh hoa của mình đuổi 2.700. Ủa cái gì kỳ vậy? Sao thiếu tùm lum vậy? Mình vừa đổi viên gì cho ai hay sao mà thiếu tùm lum vậy ta? Con cây da có đổi viên nào không? Không có mà. Ôi thằng bên gâu được một viên này, thằng này cũng một viên chứ mày, có đổi cho ai đâu mà sao lại thiếu tùm lum ta? Hay là do mình tẩy luyện tài le cái nó mất hết rồi ta? Chán thiệt, thua chung là thua đi, chịu rồi, mình thì mình bó tay rồi, đánh mãi không quên được. Con này liều á, không biết là có phải AD game mới tăng sức mạnh cho nó không mà sao trâu quá thiệt luôn ấy. Người ta đánh người ta chích chích mấy cái rồi nó chết rồi, mình đánh hoài không chết. Mình đây là nhiệm vụ quá trời luôn nè, mấy này nhiệm vụ được quá trời luôn nè, lâu rồi không nhận, giờ quá trời luôn. Ôi hình thằng lo đẹp ghê anh em, đấy lo này đẹp quá, lo này có kiếm gì mà dài thòng lòn ấy. Chiến là 3 triệu à, tầm gần 3 triệu 7 rồi. Nguyên tố các kiểu coi sao. 4.000, 4.600. Này nâng cấp của không đủ. Này 1.200. Rồi nâng này lên 2 cái đi. Rồi hết rồi. Buồn thiệt chứ. Thôi quất lại vài trận nơi nghỉ đi anh em. Chán rồi, mình bắt đầu thấy sau đời rồi đó. Mất ý chí rồi, mất tinh thần rồi. Khi mà mất tinh thần rồi, là tinh thần rất là yếu luôn lên em. Thua hoài yếu luôn. Trời ơi, phun kìa. Phun dễ chơi. Giờ muốn lấy Syra để thay cho cây da cũng không được nữa anh em. Tại vì mình chưa có đủ, mới có hai mấy mảnh nữa. Rồi huấn luyện lên nữa, chờ lâu lắm. Chuyển sinh các kiểu, trời ơi, chờ mỏi mòn luôn ấy. Sau này nó mạnh dữ ta, mình nâng cấp tàu lao thì cay lắm luôn á, cay cú lắm luôn anh em. Nâng ma phòng các kiểu hơi bị trâu luôn, rút độc vẫn như vậy là sao? Hồi giờ rút 41k, bữa rút 39, giờ rút 41, càng làm càng rút. ma phòng càng cao là bị rút càng nhiều, trời ơi. Giờ mình mới hiểu cái định luật, không biết định luật ở đâu ra nữa. Người ta là càng làm mà càng giảm sát thương cái này, càng làm càng giảm mà càng tăng sát thương. Ui có tối cường kìa anh em, tối cường chết queo luôn. Tối cường nhưng bị rút độc vẫn chết, khá đau đớn. Rồi còn 13 triệu đây. Rồi tiếp tục là còn 12 triệu, y chang như cũ thôi, không gì hết. Chết luôn, rồi xong 12 triệu. Ây da, là máu là 23 triệu cho 24 triệu đi. Rồi còn 12 triệu coi như là đam được nửa đoạn đường, tầm nửa đoạn đường. Hơn nửa đoạn đường một xíu. Khổ. Bây giờ mình sẽ chơi thử cái trận hình khác coi thử coi sao cho anh em. Trận hình này tăng về thực chiêu phòng, trận hình tăng về ma phòng nè, chơi trận hình tăng về ma phòng đi. Coi thử có tác dụng gì không. Quýt, trời ơi, lên cái chữ hoàng thành phố bạn chắc mình cũng không biết là sao luôn á, vui mừng lắm luôn anh em. Bó tay. Rồi rút kìa. Rút cái muốn gần nửa cây rồi. Ít bữa để dành tích điểm để mình chắc là cày máu. Bây giờ cày ma phòng cũng không được ít lợi gì nữa rồi anh em ơi, chắc cày máu, mình sẽ chuyển sang cày máu. À, được rồi, chắc là thua, chắc chắn là thua rồi. Cảm ơn em đã theo dõi clip tăng cấp sức mạnh tiếp theo của mình, trong thì cũng không có ý nghĩa gì lắm. Đánh cỡ nào cũng lại con kỳ nhông này, chảy nước dãi kìa. Má, nhìn cái mặt nó là mình thấy ghét. Mình cũng không nhớ là mình đã đánh nó bao nhiêu clip rồi nữa. Chắc là đánh lần thứ N luôn rồi, mát lần N luôn rồi, vẫn không lại. Bó tay chấm con 15 nè, này chắc đánh được 2 tuần nữa. Này là còn 14, rồi đã full cái gần chết nè, chết luôn. Còn 13 vẫn vậy, chung là cứ đảo đi đảo lại thôi, lần này còn tệ hơn nãy nữa. Thôi trận hình tăng tiệt chiêu vẫn là trận hình ngon của mình, tăng tiệt chiêu để mình gâu của mình nó đạp cho rồi. Cây da brook, brook thì mình mang là giảm sát thương mà nó còn dậy, giờ tháo brook ra cũng
giờ Tháo Brook cũng đâu biết mang ai đâu. Thôi chắc là mình sẽ tạm thời ngừng nghỉ đánh cái con này một thời gian quá, chứ mình chịu rồi anh em, bó tay chống con rồi. Trước thì mình cũng nghĩ là tăng cấp sức mạnh xong đánh nó cũng có thể qua được, nhưng mà ai mà ngờ được là không qua nổi luôn, bó tay. Mà chắc là tìm cao nhân thôi, mình sẽ tu luyện một thời gian, tìm cao nhân giúp đỡ, coi cao nhân có giúp đỡ được mình đâu, chứ đánh kiểu này là toàn rồi không thắng nổi. Rồi, bye bye anh em nha, chúc anh em ngày vui vẻ cũng như là sức khỏe, tinh thần thoải mái tuyệt vời. Nhớ like video, subscribe, ấn vào đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Comment chia buồn của mình cũng được, chứ mình buồn lắm, hơi buồn này, quá buồn rồi.